Xin chào, với phần mềm Theta Cộng này thì chúng ta có thể tải từ App Store để tải nó về. Phần mềm này là một phần mềm miễn phí của hãng Ricoh Theta dùng cho các máy ảnh 360 độ của hãng. Mình có thể tận dụng nó dùng cho các cái ảnh 360 độ mà mình chụp bằng các thiết bị khác như là Flycam chẳng hạn. Các bạn có thể làm được rất là nhiều việc với cái phần mềm này. Sau khi tải về thì các bạn cấp quyền cho nó để nó truy cập được vào tất cả các ảnh trong cái thư viện máy của mình. Đây là một số ảnh mà mình đã chụp bằng Flycam, ảnh 360 độ. Chúng ta có thể thấy nó nằm hết ở trong cái thư mục này. Chọn bất kỳ một ảnh nào đó. Thì sau khi chúng ta chọn xong, chúng ta chọn Edit. Ảnh mở ra thì chúng ta có hai cái trường hợp, một bên là No Animation và một bên là Animation, tức là một bên sẽ là ảnh tĩnh, một bên là mình sẽ tạo hiệu ứng video. Các cái video thì nó sẽ có một số các cái chuyển động gợi ý cho mình hoặc là trí thông minh nhân tạo. Như đây mình thử edit một cái ảnh tĩnh trước nè, ảnh kiểu hành tinh mini, ảnh kiểu hai hành tinh mini hoặc là những cái ảnh quả địa cầu khác, rất là nhiều tùy chọn cho chúng ta. Chúng ta có thể chọn bất cứ một cái hiệu ứng nào rồi rê tay để chọn cái khung hình vừa ấy. Sau khi mà ok thì bấm dấu tích ở trên phía trên góc bên phải. Đây là bên cái hiệu ứng tạo những cái video ngắn. Với cái nút AI này thì nó sẽ tự động làm một loạt chuyển động cho mình. Bên phải là những cái chuyển động khác, kiểu như hành tinh mini hoặc là những cái hiệu ứng zoom vào, kiểu hiệu ứng bầu trời chẳng hạn. Bạn có thể chọn bất cứ cái nào mà bạn thích. Xong rồi chúng ta sẽ xuất nó ra. Xuất nó ra bằng dấu tích ở bên phía trên góc phải. Ngoài ra các bạn có thể chọn những cái filter màu mà mình ưa thích, hoặc là chỉnh bằng tay độ sáng, độ tương phản đồ ở đây, hoặc là crop một cái khung hình tĩnh chẳng hạn. Ok, cảm ơn các bạn.